Rồi thì hôm nay mình sẽ thực chiến cái con bot Telegram độc quyền ở bên mình ha. Đó thì đây là tên của 59 cái phương pháp ha. Thì hôm nay mình sẽ đánh cái phương pháp gục của mình ha. Đó, cái phương pháp là Autobot. Bây giờ mình sẽ chọn vào Autobot ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy một lệnh giảm ha. Rồi mình win lệnh đầu tiên ha. Rồi, tiếp tục lệnh giảm. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. Everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as Rồi nếu như anh chị nào mà cần sử dụng cái con bot Telegram cá nhân này á, đó thì anh chị liên hệ với mình ha, mình sẽ cấp riêng cho anh chị một cái con bot như thế này ha. Đó, anh chị có thể là tự động bật tắt ha, và mình cấp luôn những các công cụ khác ngoài cái con bot này ha. Đấy, nên là anh chị cần sử dụng thì anh chị liên hệ với mình ha.